Mẹ ơi, dự báo thời tiết sắp lạnh rồi này. Không khí lạnh về rồi đấy. Ừ, lạnh làm sao? Mùa đông đến rồi đó, Linh buồn lắm đúng không? Mày điên à? Mùa đông lạnh chứ làm sao đâu. Mùa đông đến thì cần một bàn tay để nắm chặt, cần những cái ôm thật chặt đó. Linh vừa có người yêu buồn lắm đúng không? Mày điên à? Mùa đông tao chỉ thấy mũi lạnh. Buồn gì mà buồn? Mày phải buồn. Mày phải buồn thì những đứa có người yêu như tao mới vui được. Mày phải buồn. Mày phải buồn thì những đứa có người yêu như tao mới vui được. Hay nhỉ? Thay đổi thời tiết, thay đổi luôn cả não à? Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Không biết, mày phải buồn với bố mày. Ờ, để bố mày chóng mắt lên xem ý, mày vui đến bao giờ nhá. Bố mày nhận điện thoại. Alo anh à? Alo em à? Vâng ạ. Anh có chuyện muốn nói với em. Mình chia tay đi, mùa đông này anh buồn mình. Thôi nhá, mình chia tay đi, mùa đông này anh buồn mình. Thôi nhá. Về. Mùa đông này sao cô đơn rồi? Ơi, mùa đông không lạnh này. Mùa đông á, phải cần cái nắm tay này. Ôi ơi.